Báo Công an Nhân dân chỉ ra hàng loạt điểm bất hợp lý, không đúng thực tế trong công tác từ thiện của Thủy Tiên. Sau hàng loạt livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, Bộ Công an đã gửi văn bản yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước rà soát tài khoản của các ca sĩ, nghệ sĩ tại các tài khoản trong và ngoài nước. Hôm 15 tháng 10, Công an đã làm việc với ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, Đại Nghĩa, cũng nằm trong danh sách yêu cầu rà soát sao kê các hoạt động từ thiện, nhằm xác minh theo nội dung của một số đơn tố cáo rằng các nghệ sĩ này đã lợi dụng bão lũ miền Trung để quyên góp tiền nhưng không minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Để có cái nhìn khách quan, phóng viên Báo Công an Nhân dân đã đi kiểm tra thực tế, xác minh quá trình giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng tổ chức trao từ thiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, hàng loạt những điểm bất hợp lý trong chuyến từ thiện này đã được chỉ ra. Đầu tiên, phía lãnh đạo địa phương huyện Hải Lăng cho hay, tại đây có sự tranh cãi về việc kê khai đối tượng nhận tiền cứu trợ, nên việc trao quà sau đó đã tạm thời dừng lại. Cụ thể, theo những cán bộ có trách nhiệm của huyện cho biết, vào đầu tháng 11 năm 2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên liên hệ chính quyền huyện trao quà cho người dân, với yêu cầu trao cho những hộ dân bị ngập lụt trên 1 mét. Tuy nhiên, do có sự bất nhất về đối tượng được nhận hỗ trợ nên việc trao quà đã dừng lại. Đáng chú ý, sau đó có một số người dân phản ánh rằng không ít người giàu có đeo nhiều vàng đá quý nhưng vẫn đến nhận quà. Hay như gia đình ông Tê, trưởng xóm 1 thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, thuộc diện khá giả, có bị thiệt hại do mưa lụt nhưng không đáng kể, vẫn có tên trong danh sách được nhận quà. Sau ồn ào đó, phía Thủy Tiên đã lên tiếng làm rõ những ồn ào lùm xùm về việc tạm dừng việc trao quà này. Cho đến ngày 5 tháng 11 năm 2020, nữ ca sĩ cùng đoàn quay trở lại trao quà cho bà con ở đây. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, lúc đầu các xã bị thiệt hại lập danh sách người dân được nhận hỗ trợ là 16.896 hộ với mỗi hộ 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa thống nhất trong hỗ trợ nên đợt 1, đoàn ca sĩ Thủy Tiên chỉ hỗ trợ được 4 xã. Sau đó đoàn này hỗ trợ tiếp đợt 2, đợt 3 với mỗi hộ 1 triệu đồng. Tổng cộng cả 3 đợt là trên 30 tỷ đồng. Thứ hai là sự trao tiền trao quà không thông qua sự phối hợp kiểm tra kiểm đếm của chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triệu Thượng cho biết, xã có 159 hộ nghèo và cận nghèo được lập danh sách nhận quà do đoàn ca sĩ Thủy Tiên phát, với mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Về phía xã chỉ đưa danh sách cho đoàn, sau đó người dân được phát nhận trực tiếp mà không qua sự phối hợp kiểm tra kiểm đếm của chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương. Xác nhận về chuyện trao tiền không thông qua kiểm đếm, theo Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, trưởng Công an huyện Triệu Phong cũng cho biết, phía lực lượng chức năng chỉ đảm bảo quá trình nhận phát diễn ra suôn sẻ và đảm bảo an ninh trật tự. Còn việc kiểm tra, kiểm đếm, xác nhận số tiền thì đơn vị cũng như các ban ngành chức năng khác của địa phương không được phía Thủy Tiên và đoàn của cô đề nghị tham gia nên không thể biết chính xác số tiền đã phát ra cho bà con là bao nhiêu. Vì thực tế, có một số trường hợp không nằm trong danh sách được lập mà vẫn được phát quà. Cuối cùng, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận rằng, qua kiểm tra thực tế, quá trình Thủy Tiên và đoàn của cô trao tiền từ thiện của các mạnh thường quân đóng góp có phát sinh một số trường hợp ngoài ý muốn. Từ tất cả những điểm bất hợp lý trên, Báo Công an Nhân dân cũng nêu rõ, từ việc ca sĩ Thủy Tiên đề nghị lập danh sách hộ dân được nhận quà từ thiện, chính quyền, ban ngành chức năng, đoàn thể địa phương đưa ra phương án xét chọn, đến quá trình trao quà cho bà con của cô ca sĩ này đã bộc lộ khá nhiều điểm không đúng thực tế, không thống nhất, đặc biệt không đúng đối tượng bị thiệt hại.